Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin tài chính thị trường trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức nổi bật sẽ được chúng tôi đề cập trong ít phút tới đây của bản tin. Mời quý vị cùng điểm qua. Bộ Tài chính họp với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Giá vé máy bay ảnh hưởng du lịch nội địa. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhận định hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn an toàn. Thưa quý vị, liên quan đến các yêu cầu khiếu nại tố cáo của khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ được phản ánh trên các phương tiện truyền thông thời gian qua, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã có văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về việc tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời nhằm có thêm thông tin đánh giá chi tiết hơn về vấn đề này. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm sẽ dự kiến họp với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vào chiều ngày 17 tháng 4 tại trụ sở Bộ Tài chính. Nội dung họp liên quan đến thực trạng công tác tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu cho bán sản phẩm bảo hiểm và công tác xử lý các phản ánh của khách hàng. Bên cạnh đó, đánh giá giải pháp đã và sẽ thực hiện để nâng cao công tác đại lý bảo hiểm và chất lượng dịch vụ khách hàng. Trong bối cảnh các thị trường lớn như là Philippines, Trung Quốc, Indonesia tăng dự trữ lương thực, doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam được cho là sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới. Tình hình lạm phát cùng với điều kiện thời tiết cực đoan đầu năm 2023 đã kích thích nhiều quốc gia trên thế giới tăng cường dự trữ lương thực. Trong đó có bộ ba thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, gồm Philippines, Trung Quốc và Indonesia. Trong khi đó, Ấn Độ, nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chưa có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm hay bỏ áp thuế 20% xuất khẩu gạo trắng trong năm 2023. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam đang có lợi thế. Thưa quý vị, giá vé máy bay chặng nội địa vào dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đang ở mức cao ngất ngưỡng. Thời điểm này, giá vé nhiều chặng đã tăng ở mức hơn 100%, thậm chí là cao hơn giá vé của nhiều chặng bay nước ngoài. Với sự chênh lệch giá cả, du lịch nội địa đang phải cạnh tranh với du lịch nước ngoài ngay từ dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này. Theo ghi nhận tại hội chợ du lịch quốc tế đang diễn ra tại Hà Nội, giá vé máy bay tăng cao là một trong những nguyên nhân khiến cho nhu cầu đi du lịch nội địa bằng đường hàng không giảm. Tôi không muốn đi các cái tour xa, thứ nhất là tuổi cao, thứ hai là vé máy bay đắt quá. Cái thứ ba cũng đang sợ dịch COVID. Thông thường, giá vé máy bay chiếm khoảng từ 50 đến 70% trong giá tour. Do vậy, khi chi phí vé máy bay tăng cao, nhiều khách hàng đã lựa chọn cho mình và gia đình một chuyến đi nước ngoài thay vì là đi trong nước. Vừa rồi tôi cũng đi một cái tour Lào. Đấy, đi tour Lào trải nghiệm. Mình đi đường bộ và về đường bay, nó cũng rất hay và chi phí thì rất là hợp lý. Chứ hiện nay ở trong nước thì tour cái giá vé máy bay cao quá. Phản hồi khách hàng năm nay thấy về cái du lịch nước ngoài, năm nay tôi thấy là có cái mạnh mẽ hơn. Đấy cũng là một lý do là năm nay là cái du lịch nội địa là cái giá vé máy bay tăng cao, cũng như một số dịch vụ đầu vào tăng cao. Đấy thì so sánh với cái du lịch nước ngoài thì tôi thấy năm nay cái phản ứng về khách về cái du lịch nước ngoài năm nay có tích cực hơn. Hầu hết các đường bay đặc biệt đến các điểm du lịch trong nước đều tăng. Riêng Phú Quốc, Kiên Giang đã ghi nhận lượng khách nội địa giảm mạnh. Hiệp hội Du lịch Kiên Giang đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với các đơn vị liên quan có kế hoạch làm việc với các hãng hàng không để điều chỉnh giá vé máy bay, thu hút khách trong thời gian tới. Vừa rồi thì Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong đó có hội đầu tư du lịch của thành phố Phú Quốc và có công văn của Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh Kiên Giang trình lên cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, cũng mong muốn, rất là mong muốn và kỳ vọng sẽ được sự kết nối với các hãng hàng không để tìm ra những giải pháp để giúp cho cái giá vé được điều chỉnh một cách bình ổn hơn. Thực tế, việc tăng giá các dịch vụ, nhất là vé máy bay, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tài chính của khách hàng khi mùa cao điểm cận kề. Để giảm thiểu tình trạng giá biến động khiến cho gói du lịch nội địa đắt đỏ hơn gói quốc tế, cần sự chung tay của nhiều cơ quan, đơn vị để điều tiết thị trường theo hướng hài hòa và cùng có lợi. Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa kiểm tra một điểm kinh doanh hàng hóa trên địa bàn quận Bình Tân. Cơ quan chức năng phát hiện gần 1.700 sản phẩm quần kaki nhái nhãn hiệu Under Armour. Tại thời điểm kiểm tra, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tại nhà không số đường Phạm Đăng Giảng ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Tâm là chủ hộ kinh doanh.
Qua kiểm tra hàng hóa thực tế, cơ quan chức năng phát hiện hàng hóa là quần kaki may sẵn, chưa qua sử dụng. Trên sản phẩm có ghi hiệu và logo của hãng Under Armour, có ghi nhãn hàng hóa, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, xuất xứ Việt Nam, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, đang được bảo hộ tại Việt Nam, có niêm yết giá hàng hóa theo quy định. Tổng cộng gần 1.700 đơn vị sản phẩm, cơ quan chức năng đã niêm phong và tạm giữ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định. Tháng 4 hàng năm, nông dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội lại tất bật thu hoạch hoa loa kèn để kịp phục vụ người tiêu dùng. Hoa loa kèn đang vào mùa nở rộ, nông dân tất bật thu hoạch để kịp phục vụ người tiêu dùng. Mỗi ngày thu về từ 15 đến 20 triệu đồng. Tại các chợ trung tâm Hà Nội, giá bán khoảng từ 30.000 đến 35.000 đồng bó 10 bông. Theo người dân trồng hoa ở đây, năm nay thời tiết mưa phùn thuận lợi cho cây phát triển, nên cánh hoa dày, bông to, bán rất được giá. Thị trường ghi nhận giá xoài cát Hòa Lộc rất giá chưa từng thấy, khi tại chợ dân sinh giá xoài chỉ dao động khoảng 30.000 đồng mỗi ký. Theo đó, giá xoài các loại chỉ từ 25 cho đến 35.000 đồng một ký, thu hút nhiều khách mua. Mức giá này so với tháng trước rẻ hơn đến 20.000 đồng một ký. Trong đó, với xoài cát Hòa Lộc từ Cao Lãnh, Đồng Tháp, giá bán cũng giảm mạnh nhất chỉ còn 30.000 đồng một ký. Nguyên nhân giá xoài rẻ là do đang vào vụ thu hoạch rộ nên giá mềm. Dự kiến vụ thu hoạch sẽ kéo dài cho đến hết tháng 5, sau đó xoài sẽ không còn giá rẻ nữa. Một nhà vườn cho biết, hai năm gần đây, bưởi da xanh liên tục rớt giá. Thương lái mua xô, tức là thu mua hết các kích cỡ lớn nhỏ tại vườn, dao động từ 15 cho đến 20.000 đồng một ký. Cụ thể thì giá bưởi da xanh loại quả tròn đẹp, tre lớn, khoảng từ 1,5 đến 2 kg có giá từ 45 cho đến 50.000 đồng một ký. Trái nhỏ hơn tầm trên 1 kg có giá từ 35 cho đến 40.000 đồng một ký. Bưởi trái nhỏ hàng ít đẹp bán trên các xe đẩy giá từ 25.000 đồng một ký. Tiếp tục là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, hệ thống tài chính và ngân hàng Mỹ vẫn an toàn và vững mạnh bất chấp sự sụp đổ của hai ngân hàng Silicon Valley Bank, gọi tắt là SVB, và Signature Bank hồi tháng trước. Đây là nhận định vừa được giới chức ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ Fed đưa ra. Theo các thành viên điều hành của Fed, các cơ quan quản lý Mỹ và châu Âu đã thực hiện một số biện pháp khẩn cấp quan trọng sau khi hai ngân hàng SVB và Signature Bank sụp đổ, và dường như các biện pháp này đã giúp xoa dịu tình hình thị trường tài chính. Dù tình hình cho thấy có thể có một số thay đổi sau vụ hai ngân hàng phá sản, song điều này sẽ không dẫn đến những quy định nghiêm ngặt hơn. Theo giới chức Fed, cần kiểm tra kỹ lưỡng, chính xác và đầy đủ trước khi đưa ra kết luận và các giải pháp đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Ngoài ra, Fed cũng cho rằng việc thắt chặt đáng kể các điều kiện tín dụng có thể làm giảm nhu cầu về chính sách thắt chặt tiền tệ bổ sung. Fed và cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ, gọi tắt là FDIC, đang tiến hành đánh giá riêng biệt về việc giám sát các ngân hàng Mỹ sau khi hai ngân hàng trên sụp đổ và dự kiến sẽ công bố những đánh giá riêng trước ngày 1 tháng 5 tới. Sau Ba Lan thì Hungary là nước tiếp theo trong Liên minh châu Âu-EU tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu nông sản của Ukraine. Tuyên bố được đăng vào ngày 15 tháng 4 trên trang web của chính phủ Hungary. Bộ Nông nghiệp Hungary xác nhận nước này sẽ tạm ngừng nhập khẩu ngũ cốc và hạt có dầu từ Ukraine, cũng như là một số sản phẩm nông nghiệp khác. Quyết định trên xuất phát từ lợi ích của người nông dân trong nước và có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Trước đó cùng ngày, chính phủ Ba Lan đã quyết định dừng nhập khẩu ngũ cốc và các thực phẩm khác từ Ukraine để bảo vệ ngành nông nghiệp nước này. Phần lớn ngũ cốc sản xuất tại Ukraine vốn có giá rẻ hơn so với các sản phẩm tương tự ở Liên minh châu Âu đang tồn tại các nước Trung Âu do không thể xuất khẩu đi khu vực khác vì tắc nghẽn hậu cần ảnh hưởng đến giá bán và lưu thông sản phẩm của nông dân các nước này. Thưa quý vị, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nguy cơ giá dầu tăng sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác, gọi tắt là OPEC cộng, tuyên bố cắt giảm sản lượng, Hiệp hội Hàng không Thái Lan đang kêu gọi chính phủ giảm thuế nhiên liệu và phí hoạt động tại các sân bay, cho rằng gánh nặng chi phí thấp hơn sẽ giúp giảm giá vé máy bay. Theo Hiệp hội Hàng không Thái Lan, chính phủ nước này có thể hỗ trợ các hãng hàng không về chi phí, bao gồm thuế nhiên liệu máy bay, cũng như phí dịch vụ theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý Sân bay Thái Lan và Đài phát thanh Hàng không Thái Lan.
Các biện pháp này được đánh giá rất cần thiết để kiềm chế giá vé máy bay tăng do OPEC cộng giảm sản lượng dầu bắt đầu từ tháng tới, cũng như do thiếu máy bay. Tuy nhiên, giá vé máy bay tăng đột biến không phải là mối lo ngại lớn. Hiệp hội Hàng không Thái Lan đánh giá chương trình miễn thị thực cho các thị trường nổi bật vẫn rất quan trọng để thúc đẩy lượng khách quốc tế đến từ các thị trường như Trung Quốc và Ấn Độ. Các chiến lược quan trọng khác bao gồm tập trung vào các phân khúc có tiềm năng chi tiêu cao, chẳng hạn như là khách lưu trú dài ngày, khách du lịch chăm sóc sức khỏe và những người đam mê thể thao. Về tiêu dùng trong nước, chính phủ có thể xem xét áp dụng lại chương trình đồng thanh toán hoặc là trợ cấp đi lại cho người dân, chẳng hạn như là chương trình Chúng ta du lịch cùng nhau, We Travel Together. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.